đã có khẩu trang diệt nCoV tại Việt Nam. Khẩu trang Wakamono của Việt Nam 4 lớp bảo vệ, có khả năng diệt 99% một số virus, trong đó có nCoV. Khẩu trang Wakamono được bổ sung khả năng tiêu diệt các loại virus ngay khi tiếp xúc với lớp vải nano diệt virus của khẩu trang, cho thấy lớp vải nano gel sai trong khẩu trang Wakamono giúp tiêu diệt virus, trong đó có nCoV đến 99% ngay khi tiếp xúc trong vòng 30 giây. Khẩu trang này được CE của châu Âu công nhận và cho phép ghi trên nhãn hộp. Wakamono là loại khẩu trang đầu tiên trên thế giới có khả năng tiêu diệt nCoV. Xin giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm gel rửa tay khô kháng khuẩn của thương hiệu ST Beauty. Sản phẩm đã được xét nghiệm đủ tiêu chuẩn và được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép số 624 năm 2020. Chức năng chính của sản phẩm: thứ nhất, với nồng độ cồn trên 70 độ, bảo vệ hiệu quả da tay, giúp loại bỏ vi khuẩn, virus bám trên da gây bệnh. Thứ hai, làm sạch da tay nhưng không làm khô da tay, vì sản phẩm được chiết xuất từ tinh chất nha đam và các loại thảo dược thiên nhiên khác. Hiện tại có hai loại dung tích, loại thứ nhất là loại 500ml, loại chai này khá to và có vòi xịt. Loại thứ hai là loại gel mini móc khóa 30ml. Loại 30ml này có một sợi dây treo bằng inox. Cấu tạo của sợi dây inox này giúp chúng ta dễ dàng thao tác mở, đóng và gắn vào các vật dụng mà khách hàng thường ra ngoài mang theo.